Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Sự tiên liệu cho tiệc cưới thiên quốc. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn tiệc cưới và 10 cô trinh nữ để hướng chúng ta về cùng đích của cuộc sống làm người, đó là ngày cánh chung. Đây là dịp của niềm vui chứ không phải là nỗi buồn, là thời khắc hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Hình ảnh chú rể trong dụ ngôn tượng trưng cho Đức Kitô. 10 trinh nữ là cộng đoàn Kitô hữu đang chờ đợi ngày quang lâm của chủ mình. Cuộc quang lâm sẽ xảy ra lúc nào không ai biết cả, dù các Kitô hữu đã tưởng là gần kề. Dù được chờ đợi, Chúa Kitô sẽ đến vào lúc không ai ngờ. Vì thế, con người phải luôn có tâm thế chuẩn bị sẵn sàng trong bổn phận, vì nó sẽ quyết định vận mạng đời đời của chúng ta. Hình ảnh 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại là một phép liên tưởng thiết thực để nói về cái dài cái khôn đời đời. Theo tập tục lễ cưới, chàng rể đến đón cô dâu tại nhà cha mẹ của cô dâu, rồi cả hai được một đoàn tùy tùng long trọng rước về nhà chú rể. Lễ cưới sẽ được cử hành với một bữa tiệc tại nhà chú rể. Các cô phù dâu cùng với cô dâu chờ đợi chú rể đến. Các cô có nhiệm vụ cầm đèn hoặc đuốc thắp sáng cho đoàn rước dâu ban đêm. Chiêu kích chờ đợi của cô dâu và các phù dâu trong dụ ngôn nói về căn tính của ơn gọi làm người. Đời người là một cuộc đời chờ, và sự đợi chờ phải bao hàm tình yêu trong đó mới thỏa lòng chờ mong. Chúng ta mong đợi Chúa đến, nhưng khi nào Ngài đến chúng ta không biết. Có điều chắc chắn là Ngài sẽ đến trong một cuộc viếng thăm thân tình. Bởi vì chỉ có những người thân tình mới dành cho nhau những cuộc viếng thăm bất ngờ. Chàng rể trong dụ ngôn vô tình hay hữu ý cũng đã đến trong bất ngờ. Đã quá khuya mà chàng chưa tới. Mọi người bèn chìm vào giấc ngủ chờ đợi. Giữa trạng thái tĩnh tài của giấc ngủ đêm khuya, bất chợt mọi sự chuyển động. Một lời loan báo, một tiếng hô bất chợt vang lên trong đêm đã thức tỉnh đoàn rước dâu. Thông thường, chàng rể đến giữa tiếng đàn ca nên người ta có thể nghe được từ đằng xa. Đằng này, tiếng hô đột ngột kéo bật các thiếu nữ ra khỏi giấc ngủ. Hành động đến quá dồn dập, 10 trinh nữ giật mình thức dậy.
năm cô phù dâu dài dột cầm đèn nhưng không mang dầu theo bên mình. Trong khi đó thì năm cô khôn ngoan vừa có đèn vừa có dầu để sẵn sàng nghênh đón chú rể. Khôn ngoan ở đây chính là sự chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết. Tuy họ cũng thiếp ngủ như năm cô kia, nhưng vì đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ từ trước, nên khi chú rể đến bất chợt thì các cô cũng có thể sẵn sàng đi luôn. Còn khờ dài ở đây chỉ những người biết điều mình phải chuẩn bị nhưng đã không ý tứ để chuẩn bị. Đến lúc cần thì không có, và làm thì đã quá muộn màng. Năm cô quên không mang dầu, cho ta thấy một cuộc sống nông cạn hời hợt, thiếu ý thức về điều quan trọng nhất. Chỉ lo trang điểm và những chi tiết phụ thuộc bên ngoài, nên chẳng là gì mà quên sót điều chính yếu. Họ đã không biết dùng thì giờ còn có để giải quyết những thiếu sót của mình. Sự chậm trễ của chàng rể lẽ ra phải là cơ may để họ chuẩn bị tốt hơn, nhưng lại không phải như thế. Đến lúc cấp bách, họ chạy đến cậy nhờ người khác, nhưng người khác cũng chẳng thể làm gì. Các chị nên ra hàng mua thì hơn. Dù đã nỗ lực chạy đôn chạy đáo để mua dầu nhưng đã quá trễ. Lời các trinh nữ gọi: "Thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với", khiến chúng ta nhớ đến một đoạn trong bài giảng trên núi: "Không phải bất cứ ai thưa với thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi." Chúa Giê-xu muốn dùng chi tiết này để nói rằng trước số phận đời đời không ai có thể giúp ai được. Mỗi người phải tự lo lấy. Con người sẽ một mình ra trước mặt Thiên Chúa cùng với tất cả những gì mình có. Công phúc không ai có thể cho bớt, và tội lỗi cũng chẳng ai có thể gánh cho được. Khi cùng đi đón chàng rể, cả 10 cô đều có chung một hứa hẹn giống nhau, đó là được vào dự tiệc cưới. Điều kiện duy nhất để được vào là đèn của các cô cần phải cháy sáng. Đó cũng là thông điệp cốt yếu dành cho mỗi Kitô hữu. Đèn là biểu tượng của đức tin vốn soi sáng cho đời sống chúng ta, trong khi dầu là biểu tượng của đức mến vốn nuôi dưỡng, làm cho ánh sáng của đức tin sinh hoa kết trái, là đời sống thánh thiện. Điều kiện sẵn sàng để gặp gỡ Chúa là đức tin, nhưng đức tin không có hành động là đức tin chết, nên đức tin phải được thể hiện qua đức ái. Ai trong chúng ta cũng được lãnh nhận ngọn nến đức tin cháy sáng, biểu tượng ánh sáng Chúa Kitô, đó là ánh sáng đức tin mà Thiên Chúa trao ban. Người cũng đã cho chúng ta một quả tim đong đầy dầu của lòng mến, để mỗi người có thể giữ ngọn lửa ấy cháy sáng suốt cả cuộc đời mình. Làm sao cho ngày cuối cùng ánh sáng ấy được hòa vào vầng sáng là Chúa Kitô? Vậy mà nhiều người Kitô hữu đã để ngọn lửa đức tin tắt lịm khi bước vào đời. Như năm cô khờ dại, có khi chúng ta biết đèn đã tắt mà vẫn cứ ù lì, dửng dưng với số phận của mình, không thêm dầu yêu thương để thắp lửa sáng trở lại. Thật là quá muộn nếu đến ngày phán xét, chúng ta mới vội vã đi mua dầu để thắp cho chiếc đèn đời mình. Cơ hội tham gia vào tiệc cưới sẽ vụt mất khỏi tầm tay chúng ta, bởi đến lúc trở về thì cửa tiệc đã bị đóng lại. Vì thế, sứ điệp tin mừng: hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào, một lần nữa nhắc nhở chúng ta biết sống tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng để Chúa đến trong niềm hy vọng hằng sống. Lạy Chúa Giê-xu, con người ngày nay thường đánh mất cảm giác mong đợi cuộc sống mai hậu,
và có khuynh hướng tuyệt đối hóa hiện tại. Người Kitô hữu chúng con cũng sa vào lối sống thực dụng, chẳng còn mấy ai mang đến vận mệnh đời đời của mình. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức, đừng để ngọn đèn đức tin khô cạn vì những đam mê của tính xác thịt, vì những ươn hèn do bản tính yếu đuối mỏng giòn của thân phận con người. Nhưng xin cho chúng con biết nỗ lực châm dầu để giữ ngọn lửa luôn cháy sáng. Đó là giọt dầu của hy sinh nhỏ bé âm thầm, giọt dầu của sự cho đi, tiêu hao vì bổn phận. Có thể đó là dầu của những trái ý, những giằng xé trong tâm hồn khi phải đối diện và chọn lựa những điều tốt và điều xấu. Giọt dầu đó phải được châm vào mỗi ngày, bền bỉ và tha thiết trong cầu nguyện, tận tụy và vẹn tròn trong bổn phận. Ước gì chúng con luôn sống tốt từng giây phút hiện tại, sẵn sàng ngay trong bổn phận hàng ngày của mình, để dù Chúa đến lúc nào, chúng con cũng sẵn sàng nghênh đón Chúa. Như vậy, chúng con sẽ trở nên những cô trinh nữ khôn ngoan, biết tiên liệu cho tiệc cưới thiên quốc viên mãn mai sau. Amen.